Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi phóng sự họp báo từ Đài Loan do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 6. Chúng tôi đang đứng ở phía trước của Taiwan District Court ở tại Taipei. Nơi đây ngày hôm nay có một cái cuộc họp báo, mà cái cuộc họp báo này chúng tôi thấy là rất là quan trọng đối với lại những người nạn nhân của Formosa. Và đặc biệt trong cái cuộc họp báo này thì chúng tôi ghi nhận là có rất đông người Việt Nam, và trong đó có những người Việt Nam đến từ Việt Nam, giống như có những linh mục đến từ Việt Nam. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng ghi nhận là có luật sư đến từ Canada, cũng như luật sư của Đài Loan. Và cuộc họp báo xảy ra có những cái chương trình phát biểu của từng vị đại diện trong tổ chức. Và sau đây là chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của chúng tôi. Cuộc họp báo quốc tế được Hội Công lý cho nạn nhân Formosa phối hợp cùng các tổ chức bảo vệ môi trường, nhân quyền và quý linh mục đến từ Việt Nam. Chúng tôi được biết chương trình khởi kiện Formosa được sự ủy nhiệm của Đức cha Nguyễn Thái Hợp vào mùa hè 2017. Và vào sáng hôm nay, từ sáng sớm, Đài Bắc đã ẩn trong cơn mưa dầm, nhưng từng đoàn người đã lần lượt kéo đến khuôn viên luật pháp mà tòa án Taiwan Taipei District Court. Buổi họp báo bắt đầu từ lúc 9:30 sáng với sự tham dự của rất đông giới truyền thông Đài Loan. Đây là một điều mà chúng tôi rất là ngạc nhiên khi mà họ dầm ở dưới mưa. Và chương trình của buổi họp báo nhằm nói lên những lý do mà Hội Công lý cho nạn nhân Formosa và 5 tổ chức luật sư. Trong số này có các tổ hợp luật sư thuộc về Quỹ Bảo vệ Môi trường và Hội Luật sư Bảo vệ Môi trường. Dựa theo tài liệu và theo điều tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đây là một tài liệu nghiên cứu của giáo sư Paul cho biết thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa đã gây thiệt hại tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên. Có khoảng 340 tấn cá và hải sản đột ngột chết. Ngoài ra còn có khoảng 450.000 mẫu rạn san hô bị tàn phá bởi chất độc của Formosa. Tai nạn thải chất độc của Formosa đã đưa đến dân số sống ven biển chịu tổn thất rất là nặng nề về vấn đề kinh tế. 17.682 tàu đánh cá và với gần 41.000 công nhân, tương đương khoảng 176.000 người, bao gồm cả gia đình và những người thân của họ, đã phải thất bại trong vấn đề tìm sống và kinh tế gặp rất là nhiều khó khăn. Do đó nên chúng tôi ghi nhận là có một loạt các cơ sở danh thương như chế biến cá và hải sản, những nơi mà bán lẻ các ngư cụ cũng bị tổn thất nặng nề. Đặc biệt, phải nói rằng ngành du lịch mất rất là nhiều du khách. Những nạn nhân bị ảnh hưởng tin rằng Formosa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự việc sai trái này. Trong một bức thư mà Formosa Hà Tĩnh gửi ngày 20 tháng 6 năm 2016 cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, công ty đã thừa nhận rằng một nhóm các chuyên gia và các nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy rằng nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do hệ thống giải quyết nước thải hóa chất của nhà máy bị hư do mất điện vào đầu tháng 4 năm 2016. Một báo cáo tổng hợp sau đó được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến Quốc hội đã xác nhận rằng nước thải bã của Formosa có chứa các hóa chất độc hại quan trọng như phenol và cyanure và kim loại nặng. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Formosa Steel đã đưa ra lời xin lỗi công khai. Một năm sau, Chính phủ Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng tất cả các nạn nhân đã được bồi thường. Tuy nhiên trong thực tế phủ phàng, nhiều người đã bị bỏ rơi. Và sau khi trình bày các bằng chứng và các hành động sai trái của Formosa, phái đoàn đã mang các hồ sơ kiện công ty Formosa và 18 công ty liên đới vào nộp trong tòa để chờ xét xử. Và mục đích của vụ kiện cũng xin thưa lại rằng là để nhằm đòi hỏi tập đoàn Formosa phải bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân và làm sạch những vùng biển, những vùng đất bị nhiễm chất độc do công ty Formosa gây ra vào những ngày tháng 4 năm 2016. Và chúng tôi cũng ghi nhận và chúng tôi cũng được đi theo là khi chúng tôi biết là sau cuộc họp báo để đơn mà nạp cái hồ sơ khởi kiện á, thì có một cuộc biểu tình vừa họp báo tại trụ sở chính của tập đoàn Formosa trong lúc công ty đang họp cổ đông hàng năm. Địa chỉ là số 100 đường Bắc Đôn Hoa,
khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc. Thì cũng tại cái buổi mà biểu tình đó, chúng tôi ghi nhận là có một người đại diện của công ty tập đoàn Formosa ra để mà nhận một cái hồ sơ, mà cái người đưa cái hồ sơ đó là Linh Mục Hoàng Đức Oanh. Ngài đã đưa một cái tập hồ sơ cho đại diện đó, và đại diện đó đã đưa lại cho một cái tờ giấy như là một cái thư trả lời, mà với một cái nội dung thì bằng tiếng Đài Loan, do đó nên chúng tôi đã nhờ chị Nancy dịch và chị cho biết cái nội dung đó là như thế nào vậy chị? Dạ, Formosa, nhân viên của Formosa, ban giám đốc đó, có đi ra đây đưa cho chúng tôi một cái bản trả lời. Trong cái bản trả lời này gồm có 3 điểm. Điểm thứ nhất đó, thì họ nói là cái tai nạn năm 2016 đó thì họ đã nhận lỗi và họ đã đền 500 triệu đầy đủ. Cái điều thứ hai đó, họ nói là tất cả những cái vấn đề mà vi phạm gì đó, đang làm gì đang xảy ra tại Formosa đó là theo đúng như quy định của chính phủ Việt Nam, họ không có làm cái gì sai. Cái câu thứ ba đó, rồi cái câu thứ ba đó là họ nói rằng thì là họ có cái hotline với chính phủ, với lại Formosa 24 tiếng đồng hồ, có cái chuyện gì vi phạm là sẽ gọi thẳng. Đó là cái câu trả lời. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bản viết trước khi mà nghe những người biểu tình ở đây nói gì, hoặc là những cái coi như cáo trạng mà chúng tôi đưa vào cho tòa án như thế nào. Cái điều này là họ nói đi nói lại, họ nhai tới nhai lui những cái điều rất là không có đúng sự thật, khó hiểu và có tính cách là chối lỗi. Chúng tôi ghi nhận có rất là đông những cái tổ chức đã yểm trợ cho việc làm của Hội Bảo vệ Pháp lý, binh vực pháp lý cho những người nạn nhân Formosa. Thì chúng tôi ghi nhận trong đó có các tổ chức như phi chính phủ tranh đấu cho môi trường tại Đài Loan, Hiệp hội theo dõi và thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội thúc đẩy nhân quyền Đài Loan, Văn phòng trợ giúp công nhân di dân Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường, Hội luật sư bảo vệ môi trường, giáo sư Paul Jobin thuộc Seneca Academic đã có mặt để mà hỗ trợ cho vụ kiện. Thì đó là những người mà chúng tôi ghi nhận được, và tôi thấy chúng tôi rất là cảm động khi thấy có rất là đông những người Đài Loan đã có mặt để mà chia sẻ với chúng ta một cái sự bất công khi mà Formosa và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng cái số tiền để mà giải quyết cho những vấn đề gì đó mà không sự thật sự trực tiếp ảnh hưởng tới cái đời sống hay là thay đổi cuộc sống của họ. Và cũng có phần ghi nhận là các linh mục đến từ Việt Nam thì trong cái phái đoàn đó thì chúng tôi ghi nhận có Đức cha Hoàng Đức Oanh, nay ngài đã rất là lớn tuổi, khoảng 82 tuổi chúng tôi được biết như vậy. Ông nguyên là giám mục của địa phận Kon Tum, và ông đã có mặt từ sáng cho tới chiều. Và linh mục Nguyễn Hồng Lĩnh, một cha chánh xứ của giáo xứ Đông Sơn, nơi chánh xứ cách Formosa khoảng 1,5 km. Linh mục Trần Văn Thành, chánh xứ của giáo xứ Tâm Tòa, Đồng Hới, Quảng Bình. Cả hai linh mục này thuộc địa phận Hà Tĩnh. Và quý linh mục này là đại diện cho các nạn nhân của giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, nơi có những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng nặng nề với môi trường, lẫn bị đàn áp về vấn đề nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì mỗi lần chúng tôi biết rằng khi mà có một cái phái đoàn chúng ta đi khiếu kiện hay đi đến gặp nhà nước thì đều bị trù dập, bị đánh phá. Do đó nên đây là cơ hội tốt để cho quý linh mục lên tiếng cho các nạn nhân và những người đã chứng kiến những cái sự kiện lịch sử nhưng mà không được giải quyết. Do đó nên sự hiện diện của các linh mục này đã cho thấy rằng là cái sức mạnh của tiếng nói, và tiếng nói ở ngoại quốc và nó dội lên khắp nơi trên thế giới thì sẽ có một cái kết quả rất là tốt đẹp. Và cũng theo chị Nancy Bùi thì sau khi mà nộp đơn tại tòa án Đài Loan á, tổ hợp luật sư của Tổ chức Quốc tế Môi trường tại New Jersey ở Hoa Kỳ sẽ đại diện cho các nạn nhân và Hội Bảo vệ Công lý cho những người nạn nhân của Formosa sẽ nộp một cái hồ sơ và đơn kiện khác tại Tòa án Liên bang về môi trường tại tiểu bang New Jersey. Tại vì nơi đây cũng có một cái công ty của Formosa ở tại Mỹ, và công ty này lại có những cái cổ phần lớn cũng như đóng góp trong vai trò rất là quan trọng trong vấn đề điều hành công ty Hưng Nghiệp Gang Thép ở tại Formosa, Hà Tĩnh, Việt Nam. Do đó nên đó là lý do tại sao mà cái chuyện xảy ra ở Việt Nam mà lại kiện ở Hoa Kỳ.
Kính thưa vị, vừa rồi là bài tường thuật của chúng tôi từ Đài Bắc của Đài Loan. Chương trình phóng sự của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thượng Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.